bốn sai lầm tệ hại hủy hoại đời sống tình dục ở người cao tuổi. Cái tình dục là một trong những cái nhu cầu hết sức căn bản của con người, và ngày xưa thì các cụ cũng đã tổng kết lại rằng con người sẽ có bốn cái khoái, và cái chuyện ấy được xếp ngang hàng cái việc là chúng ta ăn, chúng ta mặc hàng ngày, và thậm chí là có những giai đoạn tuổi tác khi mà cái nhu cầu nó còn lớn hơn cả cái việc ăn uống. Ví dụ như những chàng thanh niên khoảng ở độ tuổi khoảng tầm 20 cho đến 25 tuổi thì chúng ta có thể nhịn đói được để chờ gì? Người yêu lao vào nhau, ôm nhau, hôn nhau một cái. Chúng ta có thể gì? Không cần ăn uống gì, chúng ta chỉ cần gì? Yêu đương thôi. Thế nhưng khi mà chúng ta đã có tuổi, đã có một độ tuổi nhất định thì cái sức khỏe nó bị giảm sút và những cái nồng nhiệt của tuổi trẻ nó đã qua đi. Và những người cao tuổi thì khi mà quan hệ tình dục thì chúng ta có nên là quan hệ tình dục nữa hay không? Và có rất nhiều những cái quan niệm cho rằng gì, người già thì gì, không nên quan hệ tình dục nữa. Tuy nhiên thì cái suy nghĩ này nó hoàn toàn sai lầm nhé. Tại sao lại như vậy, và còn có những cái sai lầm tệ hại nào mà nó đang hủy hoại đi cái đời sống tình dục ở những người cao tuổi hay không? Thì hãy cùng với tôi theo dõi hết cái video này để chúng ta cùng tìm hiểu với nhau và cùng nói chuyện với nhau về cái vấn đề này nhé. Cái hiểu lầm đầu tiên này, hiểu lầm số 1, là cũng là cái hiểu lầm tệ hại nhất, nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến những người cao tuổi. Đó là gì? Già thì đồng nghĩa với việc gì? Chúng ta nói lời tạm biệt với quan hệ tình dục. Rất nhiều người có quan điểm và có suy nghĩ như vậy. Tất nhiên là khi mà tuổi tác càng cao thì gì, bạn cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái vấn đề hơn, như là việc chúng ta sẽ suy giảm ham muốn này, các cái tình trạng bị rối loạn cương dương. Nhưng đây là cái vấn đề gì, người cao tuổi thường không trao đổi, không trực tiếp trao đổi đối diện với vấn đề này, và họ thường lựa chọn là gì, cách là họ từ bỏ quá sớm. Và trên thực tế thì có rất nhiều người cao tuổi vẫn có cái đời sống tình dục vô cùng lành mạnh và vô cùng viên mãn ở cái độ tuổi khoảng tầm 60-70 tuổi, thậm chí là gì, có những người khoảng tầm 80 tuổi. Và tình dục nó không chỉ là gì, hướng đến cái mục đích duy nhất là sinh sản, mà nó còn hướng đến rất nhiều những cái lợi ích khác, rất nhiều những cái lợi ích, và nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe chung và ngược lại. Do vậy thì bác sĩ có thể giúp cho bạn giải quyết cái vấn đề này một cách hài hòa, cả cái vấn đề thể chất lẫn các vấn đề về quan hệ tình dục. Chỉ cần bạn sớm trao đổi với bác sĩ. Và cái sai lầm số 2 đó là gì? Đau khi quan hệ tình dục ở người cao tuổi không thể tránh khỏi được. Rất nhiều phụ nữ có những cái thay đổi về mặt sinh học khiến cho họ có cái cảm giác không thoải mái hoặc là đau rát khi họ quan hệ tình dục, đặc biệt là những người có tuổi. Ví dụ cái sự thay đổi hormone làm cho cái mô ở âm đạo nó trở nên khô hơn, khô khan hơn. Và các cái giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản, là bạn có thể tự mua các loại chất thuốc bôi trơn ở hiệu thuốc, có thể an toàn hơn là các bạn có thể gì, mua theo lời khuyên của bác sĩ. Và cái số 3 là cái sai lầm tiếp theo, đó là gì, khi mà có tuổi rồi thì không thể làm gì để tăng ham muốn tình dục nữa. Thực ra thì có rất nhiều cách để hỗ trợ những người cao tuổi khơi lại cái đời sống tình dục, lấy lại cái sự sung mãn. Mặc dù khi mà chúng ta quan hệ tình dục ở cái độ tuổi này thì nó rất khác so với độ tuổi là gì, khoảng tầm 20 cho đến 30 tuổi. Nhưng mà gì, có đến hơn một nửa số người cao tuổi thường xuyên hoạt động tình dục nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc hơn với cái cuộc sống hiện tại. Rất nhiều người chia sẻ với tôi như vậy. Và một trong số những cái bước đầu tiên bạn có thể làm là gì, lấy lại cái ham muốn, tham khảo gì, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để lấy lại cái sự ham muốn, cái sự sung mãn của mình, để tìm ra gì, chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân gây suy giảm ham muốn và giảm cái sự thỏa mãn lại. Chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân, và cái tình trạng sức khỏe nói chung nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái gì, cái đời sống tình dục của chúng ta. Và những người mà có cái tình trạng sức khỏe tốt, thường xuyên chúng ta thể dục thể thao, thường xuyên chúng ta quan hệ nhiều hơn hoặc là ham muốn tình dục nhiều hơn, thì chúng ta sẽ có cái chất lượng sống cao hơn rất nhiều so với những người khác. Và các cái nguyên nhân về sức khỏe có thể dẫn đến là gì, suy giảm ham muốn tình dục ở những người cao tuổi bao gồm là gì, các cái tác dụng phụ của một số các loại thuốc, hoặc là cái tình trạng rối loạn cương dương, các cái bệnh về tiểu đường mà chúng ta không kiểm soát được đường huyết, hay các cái bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, hiện tượng suy giảm hormone ở trong cơ thể. Và bác sĩ có thể giúp bạn tìm ra cách để chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Tôi lấy ví dụ như này, cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc để chúng ta điều trị rối loạn cương dương thì nó cho phép chúng ta quan hệ tình dục trở lại bình thường khi mà chúng ta gặp phải những cái vấn đề về rối loạn cương dương.
Và cái hiểu lầm cuối cùng là quan hệ tình dục ở người già thì rất nguy hiểm. Rất nhiều người có cái suy nghĩ như vậy là quan hệ tình dục ở người già thì rất nguy hiểm. Và cái điều này là không đúng các bạn nhé. Nếu bạn quan hệ đúng cách, không những đảm bảo rất an toàn mà nó còn cải thiện rất nhiều về mặt sức khỏe, mặt thể chất và đặc biệt là gì? Mặt cảm xúc, nâng cao cái chất lượng sống của chúng ta, sống vui, sống khỏe. Và tôi đã có một cái video rất cụ thể, tôi hướng dẫn chi tiết cách để chúng ta quan hệ an toàn ở những người lớn tuổi để chúng ta tránh được các cái biến chứng nguy hiểm. Và như vậy thì cái điểm mấu chốt mà những người cao tuổi cần nhớ rằng là gì? Đừng để tuổi tác ảnh hưởng đến bạn. Đừng để tuổi tác ảnh hưởng. Một đời sống tình dục lành mạnh, thỏa mãn hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay của mình. Và nếu mà bạn có bất cứ một cái thắc mắc hoặc đang gặp bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến các cái bệnh lý nam khoa, sức khỏe sinh sản, các cái vấn đề về rối loạn cương, xuất tinh sớm hoặc là suy giảm ham muốn, thì hãy để lại cái bình luận ở bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với tôi để tôi cùng với đội ngũ y bác sĩ của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành hỗ trợ và cùng với bạn tìm ra một cái giải pháp để giúp chúng ta phục hồi sinh lực, tìm lại bản lĩnh phái mạnh. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ Mạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.